Bị phản ứng dữ dội, Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng vụ diễn viên Minh Béo đoạt giải Liên hoan kịch. Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, về công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh được sự cấp phép của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Việc nghệ sĩ Hồng Quang Minh, Minh Béo đoạt giải bạc với va diễn Khánh trong vở kịch Thi thể thứ tư là do sự thống nhất từ Hội đồng Nghệ thuật. Hội đồng Nghệ thuật dựa vào chất lượng của vở diễn để trao giải. Tất cả điều này không vi phạm gì. Còn việc Minh Béo từng vi phạm pháp luật đã có pháp luật xử lý, ông Dương nói. Nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 cho hay, với tư cách là giám khảo của Liên hoan, chúng tôi chỉ chấm giải ở phương diện nghệ thuật. Nếu Minh Béo có lỗi, nhưng trong quá trình một thời gian dài, cậu ấy phấn đấu trở nên tốt hơn thì sao? Hoặc nếu tệ đi thì phải có biện pháp ngăn chặn. Chúng tôi chấm giải thì chỉ có nhiệm vụ là chấm chuyên môn, không tham gia vào đời tư của nghệ sĩ. Trước đó, Minh Béo từng thừa nhận tội ấu dâm, chịu án ngồi tù 9 tháng tại Mỹ. Minh Béo từng ngừng hoạt động sân khấu một thời gian ngắn rồi đi diễn trở lại bất chấp bị la ó.